Bụi và tỷ ngồi ở đây, nếu bụi có điều gì đã bất trắc, đương nhiên là do lỗi của tỷ rồi. Huống hồ ở đây cũng không có ai đứng xô bụi té. Sau đó Lữ Hầu trở thành thái hậu, đã chặt đứt chân tay của Thích phu nhân, móc mắt xẻo tay uống thuốc cân, nhốt trong nhà xí, gọi là người heo. Bổn cung đến trễ quá, không khí nhộn nhịp lắm. Trà này thơm quá, cung của tỷ không thể sánh bằng một nửa của nơi này. Hoàng phu, Lâm Dung thật là độc ác.